Thưa quý vị, Tập đoàn Mường Thanh được biết đến là một công ty tư nhân nổi tiếng tại Việt Nam, với gần 60 khách sạn 4 sao trải dài từ Bắc vào Nam và vươn ra thế giới. Tập đoàn này được sáng lập bởi ông Lê Thanh Thản, một doanh nhân xứ nghệ lập nghiệp ở vùng đất Lai Châu Điện Biên. Tuy nhiên, vị chủ tịch này trong thời gian gần đây đang vướng phải một vài lùm xùm liên quan đến pháp luật. Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 10 tháng 8 tới đây sẽ tổ chức xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, với cáo buộc chỉ đạo xây trái phép một tòa nhà và nhiều căn hộ tại quận Hà Đông, quảng cáo gian dối lừa gần 500 người mua. Ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị cáo buộc đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Dự kiến ngày 10 tháng 8 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 1 đến 5 năm. Cùng hầu tòa với ông Thản có 6 người bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khác. Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Phía công tố và kiểm sát xét xử có 2 người thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội. Theo điều tra, năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ. Tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 phòng. Khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông. Sau khi được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, tháng 10 năm 2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo công ty BMS thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11 năm 2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống. Tuy nhiên, dự án CT6 Kiến Hưng đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt khi 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng, có tổng cộng 1.582 căn hộ. Quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn. Ngoài ra, chủ đầu tư đã tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700 m2 lên hơn 6.800 m2, khối tháp A từ hơn 1.100 m2 lên gần 2.500 m2, còn khối tháp B từ gần 1.100 m2 lên hơn 1.900 m2. Riêng tòa tháp CT6C xây thêm có 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ mẫu giáo. Ngoài ra, phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ. Do đó, đến nay chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ. Cơ quan điều tra cho rằng, sau khi xây dựng các căn hộ bất hợp pháp, từ tháng 5 năm 2011, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác, nên sau thời gian ngắn, công ty BMS đã bán hết. Sai phạm của doanh nghiệp trên diễn ra trong thời gian dài, nhưng các cựu cán bộ địa phương đã không thanh tra kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật, nên cũng sẽ bị đưa ra xử lý theo. Liệu rằng với hành vi lừa đảo khách hàng của vị chủ tịch này sẽ bị xử lý ra sao? Những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau.